chào các bạn đã đến với Mini Money. Hôm nay sẽ thì dành nhiều nhất. Món spaghetti sốt cantarelli là một loại nấm ở Phần Lan mà nấm này ăn thì khá là ngon, kiểu nói chung là vị mình cũng không nhớ lắm, thì lâu lắm rồi không ăn. Và thường thì nấm này nó sẽ có vào mùa thu và các bạn có thể vào rừng hái hoặc là ra siêu thị mua. Hồi 2 năm trước thì mình có đi hái nấm với lại gia đình anh người yêu. Nhưng mà năm nay thì chưa, tại vì bây giờ đang đầu mùa thu cho nên là cũng chưa có thời gian. Mình cũng đang khá là bận, như là đây là cái loại nấm, các bạn thấy không? Đây là cái loại nấm. Nấm này thì đó, nó màu vàng, rất là dễ thấy trong rừng. Nhưng mà hơn á thì mấy bạn hái được nhiều, còn không may như không hơn như mình thì hái không được nhiều như 2 năm trước. Thì cái này trong công thức thì ghi là hình như là khoảng 25 gram khô, nhưng mà mình tính là mình là cho 4 bữa ăn, mà mình tính là làm cho ba bữa thì chắc là khoảng 20 gram, thì cái này nãy lấy 95 gram là dư. Xong sau đó chúng ta tiếp nào, để đây quay tiền hết thẻ nha. Cái tiếp là nãy mình đã giới thiệu là spaghetti ha. Thì cái này là 1 ký, đây spaghetti hiệu Barilla này, như kiểu shopping hall ấy, nhưng mà cái này là shopping hall đồ ăn. Đây là nãy mình tìm trong Mini Money thì không có cái loại, không có nhiều loại, không có nhiều hãng cho cái nó gọi là sốt cà chua, nhưng mà nó không có mịn ấy, kiểu sốt mà nó vẫn còn cà chua ở trong đó. Thì cái này nó có vị herb, nó có vị kiểu rau mùi. Thì xong cái này thì không có nhiều loại để mình kiếm được cái này. Và xong mấy bạn nhớ là khi mà mua thì để ý cái nắp, tại vì thường kiểu lâu lâu mình mà đi mua cái xong cái không nhớ, cái thế là mua cái loại mà không có cái độ khui này, cái thế là phải mua cái đồ vặn, cái đồ để khui. Thì có cái này nó sẽ tiện hơn. Ok, tiếp theo chúng ta có basilica, basil, thấy không? Đấy à, thì cái này mình mua một cái bịch như thế này vừa phải. Thì bịch này 7 gram. Mỗi lần mà mình thêm mấy cái này mình thêm ít lắm, cho nên là không có cần phải mua cái loại hộp to hay để làm gì hết. Thường thấy mấy cái hộp to đó thì chắc là để người ta để trong mấy cái nhà hàng, là người nào mà kiểu dùng nhiều ấy. Thì đương nhiên là mấy bạn mua hộp to thì mấy bạn nó sẽ tiết kiệm hơn, nhưng mà bịch này nó dễ thương, với lại cũng không dùng nhiều, cho nên là chắc là nó mình cũng xài cũng lâu. Cái cuối cùng, à không, cái gần cuối, đây là không tìm được hành tây một củ nên là phải mua một túi này nửa ký,
Mình cũng ít ăn hành tây lắm. Mong là nó không có bị hư. Đây, hành tây bên đây khá là nhỏ, kiểu cỡ một nắm tay. Một nắm tay. Ok, cái cuối cùng, cái cúng cùi đó chính là, nó gọi là nó chỉ là thịt bò xay thôi các bạn, nhưng mà thịt bò xay và cái số 10% này là 10% mỡ trong thịt nhá. 10% mỡ trong thịt thì cái bịch này mình rất là thích cái packaging mới của Atria. Hồi đó là bây giờ thì nó vẫn có, hoặc là những cái hãng khác thì nó vẫn có là hộp nhựa cứng, nó là một cái loại hộp nhựa cứng, xong rồi có một cái bịch, có cái miếng ni lông nó kéo lên, thì cái đó khá là to, với lại khi mà bạn xài xong rồi bạn vứt rác thì nó khá là, nó không có gọn. Còn cái này á, nó chỉ là một cái miếng, kiểu một cái bì, một cái bao nhựa, mình xé ra xong mình đẩy thịt ra, xong rồi mình xếp cái bịch lại, xong rồi bỏ vô thùng rác là được. Thì cái này là 400g. Thế thì tổng cộng sẽ là nãy mình tính rồi. Tổng cộng thì cái một chỗ này mình mua là 9.48 đồng, là 9.50 đồng cho khoảng 3 đến 4 bữa ăn, thì khoảng là 3 đồng, khoảng 3 đồng thì mình nghĩ như vậy là vừa. Hoặc là nếu thật ra cái mì này xài rất lâu. Không phải là rất lâu, nhưng mà xài được vài lần ấy. Còn mà hành tây cũng xài được vài lần. Thịt 400g thì mình nghĩ cũng 2 lần. Yeah, basilica thì cũng basil ấy. Basil tiếng Việt là gì? Lát nữa mình làm đi nhá. 9.50 đồng. Basilica thì xài được lâu. Xong rồi à. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của mình. Thì cái công thức làm món spaghetti sốt nấm này sẽ được đăng ở trên blog recipeaction.fi. Mình sẽ để dưới này nha. Xong rồi, có gì nữa nhỉ? Nếu mà các bạn nhớ like và subscribe. Ôi ngại quá, đây là video mong các bạn, video đầu tiên của mình, mong là các bạn sẽ ủng hộ mình nhé.